Tôi xin kính chào tới ngồi quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tới ngồi quý vị. Thưa quý vị, chương trình này đến với quý vị thì chúng ta vẫn ở trong cái mùa lễ, mùa lễ và chuẩn bị kết thúc năm cũ để sang năm mới. Thì mặc dù là lễ qua rồi nhưng mà chúng tôi cũng nhân cái mùa này thì cũng xin cầu chúc cho tất cả quý vị có được một mùa lễ vui vẻ, bằng an. Và trong cái tâm tình của những người Việt Nam, mặc dù là ở nước ngoài hay là ở trong nước, thì chúng ta đều mong muốn một điều là đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên là với cái bối cảnh xã hội bây giờ và với cái chế độ bây giờ thì đất nước Việt Nam mình chả bây giờ nó tốt đẹp cả. Chúng tôi nói như vậy quý vị hiểu ý. Trước hết thì Hoàng Tú xin phép được trả lời thư có một bạn trẻ là có vô tình vô trong YouTube xem chương trình đọc báo vẹm mà cháu cũng chán lắm, cho nó cái xã hội cái kiểu mà cả xóm đi ăn đám cưới nói với cháu là thôi mày đại diện gom hết thẻ bầu cử thứ quẹt đại miễn sao đủ số lượng là mấy chả khoái rồi. Rồi bạn trẻ này có mỗi lần đi bầu đó phải không? Đi bầu đó. Còn nói về cái chuyện bạn trẻ này có những cái câu mà theo cháu thì cháu nói là thơ, nhưng mà cái này thì chú thì cái này nó chưa hẳn là thơ cháu nha, nhưng mà nếu mà đọc riêng từng câu thì nó cũng hay lắm. Đảng có trọng dân không còn nước, tướng có dũng thì tham nhũng triền miên, biên giới có thanh thì tan tành biển đảo. Ấy, đồng bào có sang thì dân khổ làm than, lên án có bình thì có câu kinh đọc mãi. Rất là hay, cảm ơn cháu. Có một người tâm sự với chúng tôi là về cái vấn đề chữ nghĩa đó, chữ nghĩa của xã hội chủ nghĩa đó, người ta dùng những cái chữ nó tối nghĩa quá, nó nặng nề quá, thì tại sao không dùng những cái chữ cho nó trong sáng? Và cũng thắc mắc là tại sao bây giờ có một số đài ở hải ngoại lại bị ảnh hưởng. Thì điều này cũng dễ thôi nè, theo bọn tôi nghĩ thì cái gì xấu thì nó dễ lây lan. Giống như cũng trẻ con mà mình dạy năng nói lễ phép thì nó khó. Chứ còn mà nó đi ra đường nó học bậy nó nhanh lắm. Thì cái này nó cũng vậy thôi. Và đó là cái thứ nhất. Thứ hai là có một số người ta không muốn dùng cái chữ cho nó rõ nghĩa, bởi vì người ta đâu có hiểu rõ đâu mà ta dùng. Ví dụ như một cái chữ mà chúng tôi nói là ăn gian là cái chữ bức xúc. Chứ cái gì cũng bức xúc. Ví dụ như Hoàng Tú bực mình, Nguyên Khôi cũng nói tôi bức xúc anh. Rồi chuyện mà dân bị công an đánh đập thì cũng nói là bức xúc. Tất cả cái gì đó là lối ăn gian chữ nghĩa. Rồi chúng tôi thì không có. Cũng này nói cái chuyện chữ nghĩa thì có cái chữ cá thể đó. Nó bớt cũng lại có phải ít xài đó, ít dùng rồi phải. Hai cá thể hổ đó. Hai cá thể hổ, ba cá thể người đó. Với lại những cái chữ mà chẳng hạn như thay vì xe chạy trên đường phố chỉ nói xe thôi thì nó phương tiện giao thông. Thì một chữ xe rất là đơn giản mà cũng hiểu nó trong sáng. Tham gia giao thông. Phương tiện tham gia. Rồi về vấn đề bằng cấp thì vì này cũng nói là Việt Nam mình thì nó quá nhiều bằng cấp đi. Nhưng mà để cho nó rõ ràng thì chúng ta nên nói như vậy cho nó rõ này. Ví dụ như tiến sĩ thì phải đọc là tiến sĩ không thôi, thì ta biết người đó là bằng cấp thật. Còn nếu mà bằng cấp giả phải nói là tiến sĩ xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi rất là cảm ơn cái ý kiến này. Xin mời Nguyên Khôi. Vâng, anh Hoàng Tuấn có nói rằng năm mới sắp tới, năm cũ thì sắp qua hết rồi. Thì chúng tôi có cái bài nhận định về tình hình của năm 2015 của báo Dân Việt. Chân dung những lãnh đạo trẻ nhất năm 2015. Mình đọc cái nhan đề của báo xong mình thấy đất nước mình chắc kỳ này có cơ hội phát triển, là một cái tầng lớp mới lên, người trẻ bao giờ cũng năng động hơn, người trẻ bao giờ cũng có những cái ý tưởng nó gọi là đột phá, nó mới hơn và có thể là có những cái thay đổi táo bạo hơn. Chẳng hạn như ông Obama thì ngoài ông người trẻ khi mà ông đã ứng cử tổng thống thì cái khẩu hiệu cũng là change, thay đổi. Mình cũng hy vọng như vậy, nhưng mà nếu mà đọc xong bài báo này thì mình thấy những cái ước mơ của mình nó trở thành bi quan. Thưa quý vị, chân dung những lãnh đạo trẻ nhất năm 2015 thì người đầu tiên đó là trong bài báo này nêu ra một số nhân vật. Nhân vật đầu tiên là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước là ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh ngày 12 tháng 8 1976, được bầu làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Tính đến thời điểm này thì ông Nghị là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ồ, ông này nghe quen. Nghe quen phải không ạ? Tôi nghe quen, chúng tôi kiểm lại thì con Nguyễn Tân Dung. Thảo nào nó lại không quen. Dạ vâng, nếu mà thay đổi những cái này trẻ, những cái này không, cái này không phải trẻ đâu, cái này là chỉ là kế tiếp Nguyễn Tân Dục nối dài. Như vậy thôi, đơn giản như vậy. Còn nói đó, dạ vâng. Rồi đến một bí thư thành ủy Đà Nẵng 39 tuổi, ông này thì ông tên là Nguyễn Xuân Anh. Chúng tôi chưa có dịp xem sau ông này có phải là con ông cháu trai không, nhưng mà đến nhân vật thứ ba rất là trẻ, mới có 27 tuổi thôi. Tỉnh ủy viên Bình Định 27 tuổi.
ông Nguyễn Minh Chiết sinh năm 1988 là người trẻ tuổi nhất được bầu vào ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng nghe quen quen. Nghe quen quen, kiểm điểm lại một hồi, coi lại một hồi, cũng còn Nguyễn Tấn Dũng. Rồi đến ông thứ ba, ông thứ tư được nêu trong cái danh sách này, thưa quý vị, là ông giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam mới có 30 tuổi. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo làm giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư sinh năm 1985, ông được coi là giám đốc sở trẻ nhất Việt Nam. Thì thưa quý vị, ông Lê Phước Hoài Bảo 30 tuổi này, ông ấy là con trai cả của ông bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thành. Rồi xong. Thì hôm trước có một bà nào bà bảo rằng là con lãnh đạo mà lên làm lãnh đạo là phước của dân tộc. Nhưng mà có người nhắc lại chúng tôi, cái phước của dòng tộc nhưng mà cái họa của dân tộc thì đúng hơn. Một cái điều là khi mà kể những cái thành tích của những người này đó, những cái ông trẻ tuổi này đã được đưa lên chức vụ cao thì thấy nói đến bằng cấp hơi nhiều, có phải có bằng cấp nhiều thì con đứng cho cha cho đi học hải ngoại thì đương nhiên là phải có bằng cấp rồi. Dạ vâng. Nhưng mà không biết là còn cái thành tích chúng tôi nói tới. Bằng cấp thì bao nhiêu người Việt Nam có bằng cấp phải không ạ? Nhưng mà thành tích làm được chuyện này chuyện kia hay không thì không thể nói tới, mà bây giờ sao lên nhanh quá. Con thủ tướng là đã là một thành tích lớn lắm. Chỉ có việc đơn nhiêu đó là thành tích rồi. Việt Nam tôi gọi là nhân thân tốt. Rồi. Có một vị có ý kiến với chúng tôi là như thế này, khi mà nói tới những người lãnh đạo trong nước đó như là Sang Trọng Hùng Dũng thì là vị này đồng ý. Là những người đó là những người không làm được cái gì cho đất nước cả. Nhưng mà bảo là chúng tôi phải tôn trọng Hồ Chí Minh và tôn trọng những việc cách mạng lão thành đã có công giành độc lập cho đất nước. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc với quý vị là chúng tôi chưa bao giờ mà mang Hồ Chí Minh ra làm trò đùa cả. Chúng tôi chỉ nói những cái sự việc mà nó có thật. Ví dụ như cái chuyện là ông Nông Đức Mạnh là con Hồ Chí Minh. Việt Nam ai cũng biết cả. Mà một người có con mà không dám nhìn nhận, mà chỉ đòi làm cha già cả dân tộc mà có đứa con không dám nhận, đó chúng tôi không có phải là bịa ra. Hay là cái chuyện mà ông ấy viết sách, rồi tự ca ngợi mình, thì cái chuyện đó chúng tôi không có bịa ra nhá. Còn nói về cái chuyện mà ông ấy có công và những vị cách mạng lão thành đã giành lại độc lập cho dân tộc thì chúng tôi chứng minh cái sự độc lập của dân tộc nó như thế nào. Một cửa hàng tại Đà Nẵng chỉ đón khách Trung Quốc, coi tôi trẻ online. Một cửa hàng bán chăn nè, gối nệm trên đường Xuân Thủy Cẩm Lệ Đà Nẵng chỉ bán hàng cho khách Trung Quốc và cấm cửa đối với khách Việt. Thưa quý vị, bao nhiêu năm làm cách mạng, thống nhất đất nước, giành lại độc lập cho dân tộc, cho tới giờ phút này thì cái độc lập của dân tộc nó như thế này. Nếu như vậy thì đâu có công gì đâu anh hả? Dạ vâng, và lịch sử sẽ xét lại thôi. Nếu mà ông Hồ Chí Minh không đem cái lý thuyết quái đản mà lý thuyết của Cộng sản vào đất nước Việt Nam thì chắc chắn là đất nước Việt Nam đâu có phải chịu với cuộc chiến tranh rất là hoang. Phải nói hoang xin lỗi anh. Nếu mà không mang cái chủ nghĩa Mác Lê vô đất nước Việt Nam thì đâu có đẻ ra Sang Trọng Hùng Dũng, đúng không? Mình nghĩ tới cái hệ lụy đó. Rồi xin mời anh. Xây chợ hơn 55 tỷ đồng, chỉ một người vào bán. Ồ, cái này có ghi vào sách kỷ lục thế giới không anh? Sang nhà Việt Nam mình sang. Sang Trọng Hùng Dũng bảo đảm phải không ạ? Quá sang. Tính đến thời điểm trưa ngày 26 tháng 12, tức là rất là mới đấy nhá. Mới rất là mới nhá, công trình chợ mới xây của huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi chỉ vỏn vẹn và duy nhất một người vào bán hàng giải khát. Tức là cái người này chắc là bán cho hàng giải khát cho mấy người còn đang xây dựng là 55 tỷ. 55 tỷ. Như vậy tôi nghĩ chắc bán một cái ly nước cũng phải mấy tỷ. Tôi không hiểu là khi mà người ta xây dựng chợ như thế này chắc chắn là người ta phải có kế hoạch. Phải có kế hoạch đâu à. Tại vì những người nhà buôn họ không chịu vào chợ mới là tại vì họ đã bán cái chợ cũ bao nhiêu năm quen rồi. Và anh chị sợ mới thì bây giờ anh vào dọn vào đó anh, cái tiền mà mướn chỗ nó mắc hơn nhiều và người ta đang buôn bán chỗ này phát đạt tốt đẹp thì tại sao bắt người ta dọn một cái chợ mới? Hoặc là nếu mà anh muốn người ta dọn vào chợ mới cho nó khang trang đẹp hơn trong đúng kế hoạch á thì anh phải có những cái biện pháp như thế nào đó để khuyến khích người ta, phải không ạ? Thì người ta có gì cũng bây giờ người ta đang buôn bán tốt đẹp, người ta làm ăn tốt đẹp như vậy, tự nhiên cái anh xây cái anh bắt đảm bảo cho 55 tỷ thì tiền ở đâu ra nè? Cái gì? Thì tiền dân tiền nước chứ tiền đâu? Xây cái chợ 55 tỷ một người vô bán. Mà không ai sang như Việt Nam. Đúng không? Chúng tôi tin chắc là dân của ta cũng thừa biết là mấy ông xây 55 tỷ thì trong đó cũng mấy chục tỷ chùa mấy ông rồi và trên nhà rồi. Nhưng mà nếu mà mấy ông không xây thì mình phải thông cảm. Nói như kiểu anh Hoàng Tuấn anh hay dùng chứ thông cảm. Mình phải thông cảm với mấy ông ấy. Không xây như vậy thì cặp đất mà nè. Nhưng mà tôi nghĩ là nên xây tượng đài. Bởi vì anh xây chợ thì một người vô bán thì thấy nó lộ liễu quá rồi. Xây tượng đài thì hôm này không có người đến thăm thì hôm sau có người đến thăm. Bởi vì mình cộng lại từ năm này qua tháng nọ thì cũng được bao nhiêu ngàn lượt người đến thăm đó.
xây tượng đài nó có lý hơn. 55 tỷ cho một người bán. Bây giờ kỷ lục thế giới đây. Kỷ lục thế giới đó. Không chừng là anh mua cái quyển mà kỷ lục thế giới đó. Guinness có trong đó. Việt Nam mình cái gì cũng là hơn thiên hạ cả. Cái nón tay bèo lớn nhất thế giới. Chả ai đổi nón tay bèo của mình đổi. Là một nón tay bèo lớn nhất thế giới. Anh chỉ cần làm cái nón tay bèo nó bằng cái thúng thôi là anh biết thế giới rồi. Là bởi vì đâu ai đổi đâu. Rồi. Bây giờ Việt Nam mình bị tham nhũng. Thế cái chống tới, chống lui, chống xuôi, chống ngược thì nó vẫn còn tham nhũng. Tôi không hiểu tại sao cái tình hình nó phức tạp như vậy. Mà trong khi đó là Bác Hồ và các vị cách mạng lão thành đã có công dành độc lập cho dân tộc. Tức là đất nước nó phải tốt hơn. Rồi là từ ngày có ngày từ ngày có đảng tới bây giờ là 7-80 năm rồi. Thống nhất đất nước 40 năm rồi mà tại sao mà tham nhũng chống hoài không được. Thì bây giờ nó có câu trả lời nè. Báo Người Lao Động Online. Bên lề hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng do Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức sáng 24 tháng 12, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với báo chí về thực trạng phòng chống tham nhũng. Ông nói như thế này. Phóng viên hỏi ông là hàng năm chúng tôi đã có tập hợp báo cáo nhận thấy trong cơ quan thanh tra, kiểm sát, tòa án, công an đều có tội phạm này. Tôi khẳng định là các cơ quan chống tham nhũng có hành vi tham nhũng của những người thực thi công vụ nhưng ở mức độ chưa nhiều. Tức là sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng, thưa quý vị cố gắng thôi nha. Thì khi mà anh dùng chữ cố gắng đó, thì làm được chừng nào thì làm. Cố gắng để xử lý, phát hiện nhiều hơn những trường hợp này. Thưa quý vị, tham nhũng nó tràn lan, đâu cũng thấy cả. Mà ông nói là phải cố gắng lắm á, mới phát hiện để xử lý. Mà trong cái bộ phận chống tham nhũng, nó lại có tham nhũng. Thì làm sao mà chống được? Thì chẳng khác nào như bây giờ một ông thì ông nghiện xì ke ma túy, mà ông đi chữa cho người ta. Ông làm trưởng ban phòng chống xì ke ma túy mà hả? Ông này là tổng thanh tra chính phủ đó nha. Thì quý vị báo Người Lao Động Online chứ chúng tôi không có đặt chuyện ra nha. Trong các nghị quyết của đảng cũng nhắc nhiều tới cái chuyện mà tham nhũng, đất nước tham nhũng, rồi cán bộ tham nhũng, chủ tịch nước cũng nói, rồi tổng bí thư cũng nói, vẫn ai cũng nói cả. Nhưng mà xin lỗi anh, nhưng mà mỗi lần điều tra chẳng thấy khi có cái câu này mới hay nè. Người tham nhũng chủ yếu là cán bộ. Vì cái câu này đó. Bây giờ chẳng lẽ bây giờ ông đập ba gác cũng tham nhũng mà. Ông nông dân cũng tham nhũng mà. Thì phải có chức có quyền mới là tham nhũng chứ. Mới hối lộ chứ. Nó cũng thừa phải không? Những người tham nhũng chủ yếu là cán bộ. Không chủ yếu là ai? Chứ chẳng lẽ bây giờ cái bà bán cá ngoài chợ bà tham nhũng mà. Đấy. Tức là đây là một cái, đây là nói thì cái kiểu mà xác định chủ quyền á, đây là một điều không thể nào chối cãi được. Chúng ta sẽ trở lại với quý vị sau một số quảng cáo. Xin chú ý, Professional Karaoke đã chuyển về địa điểm mới trong khu Vietnam Town, đối diện phở 90, địa chỉ 979 Story Road San Jose, suite 7069, điện thoại vẫn như cũ 408-728-9000, hoặc gọi 408-680-9208. Professional Karaoke luôn chờ đón quý vị với một rừng CD, DVD nhạc Việt. Professional Karaoke, thế giới của âm thanh chuyển động với những dàn máy tân tiến nhất của kỹ thuật siêu đẳng digital hôm nay. Muốn nghe nhạc hay với âm thanh tuyệt hảo nhất, mời đến Professional Karaoke. Muốn xem phim với âm thanh sống động nhất, mời đến Professional Karaoke. Muốn hát karaoke với chất giọng tuyệt vời nhất, mời đến Professional Karaoke. Quý khách ở San Jose xin chú ý, Professional Karaoke đã chuyển về địa điểm mới trong khu Vietnam Town, đối diện phở 90, địa chỉ 979 Story Road San Jose, suite 7069, điện thoại vẫn như cũ 408-728-9000, hoặc gọi 408-680-9208. Ở xa San Jose, Professional Karaoke có dịch vụ gửi hàng đến tận nhà quý vị. Xin gọi 408-728-9000, 728-9000, hoặc vào website prokaraokeusa.com. Con thiếu một món ăn rất là quan trọng. À, con nhớ rồi. Phải món này không mẹ? Đúng rồi, con rất là giỏi. Nước mắm nhĩ hiệu Redbot, một món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam. Chỉ có nước mắm hiệu Redbot, chiếc thuyền màu đỏ là nước mắm nguyên chất Phú Quốc. Ai dùng cũng khen ngon, nhờ chất lượng đậm ngọt 100% thiên nhiên, lưu truyền hàng trăm năm, đặc chế nguyên chất,
cá cơm với muối biển thiên nhiên, có thể dùng để thực hiện mọi thức ăn dân tộc như kho cá, kho thịt, làm bò lúc lắc và nhất là ăn sống, thật là tuyệt vời. Quý vị khi mua sản phẩm luôn nhớ nước mắm nhĩ hiệu Redbot luôn luôn có hình chiếc thuyền buồm màu đỏ. Quý vị đã từng xích xoa khen ngợi sắc đẹp làn da của các ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc. Mỹ Thanh xin giới thiệu đến quý vị bộ kem tổng hợp bảo đảm chính gốc Hàn Quốc 100%, không mạo hóa, rất được các nữ tài tử xinh đẹp Hàn Quốc ưa thích. Correct Combo Cream, tức CC Cream, vừa là kem dưỡng da, vừa dùng để trang điểm. Sử dụng CC Cream không cần phải dùng sunblock để bảo vệ da và cũng không cần dùng moisturizer để giữ cho da khỏi bị khô. Dùng CC Cream, da mặt của quý vị sẽ trắng, sáng đều, xóa vết nhăn và làm khít lỗ chân lông. Bộ kem tổng hợp CC Cream gồm một hũ kem thoa và một chai Activator giá $45. Mua 2 bộ chỉ có $80. CC Cream được phân phối từ một công ty Hàn Quốc. Muốn có CC Cream, xin mời quý vị gọi vào Đài Quê Hương 408-645-5575 hoặc 408-645-5580. Chúng tôi sẽ order cho quý vị. CC Cream là kem dưỡng da và trang điểm 100% Hàn Quốc. Xin quý vị yên tâm. Quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì Hoàng Tuấn xin gửi đến quý vị một mẫu chuyện nhỏ nhỏ. Thì có nhiều vị hỏi chỗ sau này Hoàng Tuấn không có thấy kể chuyện như ngày xưa nữa. Thì quý vị, bởi vì ngày xưa có một số quý vị gửi cho chúng tôi đó, sau này cũng có một số quý vị gửi, nhưng mà những cái chuyện đó nó không có đáp ứng được cái mục đích của chương trình, nên là quý vị cũng thông cảm. Thì chúng tôi mới nhận được cái chuyện này, thế này cũng hay hay là có bên phía Việt Nam bây giờ làm ăn người ta cạnh tranh với nhau. Và những người mà đại gia hay là những người cán bộ thì là ngoài mặt thì vui vẻ với nhau, nhưng mà trong bụng là muốn giết nhau vì cạnh tranh mà. Đúng rồi. Và bây giờ là cán bộ người ta cũng tin vô cái chuyện mà bùa phép, nghi tính dị đoan. Thì có cái đại gia này làm ăn khá lắm. Thì mới cạnh tranh với một người khác, mới tới nhờ công thầy bùa. Ông này nghe nói là đâu trên núi Tà Lơn rớt xuống. Thầy cho tôi cái bùa, xong tôi ém cho cái thằng kia, đừng ngóc đầu về nổi. Chứ bây giờ là tôi cạnh tranh với nó, mà nếu mà nó còn là tôi làm ăn khó lắm. Được rồi, cái chuyện đó không có khó. Đây, tôi đưa cho chú mày cái này, về làm sao mà dán trên nóc nhà của nó đó. Dán trên nóc nhà của nó là bảo đảm là ngóc đầu không nổi. Tay này cầm lá bùa về, thì cũng hơi tò mò. Không biết cái gì trong này, mở ra, mới thấy cái chữ là, có mẫu giấy dài để chữ là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Cái này quay lại, thầy giỡn với tôi hả? Thế sao tôi kêu thầy đưa lá bùa mà thầy đưa cái này? Trời ơi, chú mày không biết thời thế. Chú mày không có cái tầm nhìn xa. Chú mày thấy bất cứ cái chỗ nào mà nó để cái, nó dán cái khẩu hiệu là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm là chỗ đó nó làm ăn không nên nổi. Nó thua lỗ rồi, có đứa này bị ở tù. Chỗ nào mà có cái khẩu hiệu đó làm ăn không nổi. Chú mày cứ dán ra nhà nó đi, bảo đảm nó không ngóc đầu dậy nổi. Cả cái đất nước này mà dán cái đó còn ngóc đầu dậy không nổi, uống gì cái nhà thằng đó. Cho cái bùa đó. Cái bùa đó kinh khủng. Đất nước Việt Nam mà còn ngóc đầu không nổi, mà uống gì cái nhà thằng đó, dán vô là bảo đảm nó tán gia bại sản. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn vừa nhắc tới cái chuyện về cạnh tranh. Chúng tôi thấy trong nước đang có cái chuyện cạnh tranh rất là quái gở như sau. Một khi niềm vui quái gở cộng với tiền hậu bất nhất, cái nhan đề bài báo thực sự rất là khó hiểu. Thì bài báo như thế này: một khi doanh nghiệp cạnh tranh kiểu côn đồ, nhà quản lý tiền hậu bất nhất bỗng dưng đổi ý, thì thị trường vận tải sẽ mãi là chiến trường khốc liệt nhất và công cuộc xã hội hóa ngành này còn xa vời vợi. Tức là bây giờ người ta cạnh tranh nhau ở trong nước, hãng xe này cạnh tranh với hãng xe kia. Thì bây giờ cái biện pháp mà một hãng xe mà muốn cạnh tranh với hãng xe khác thì vấn đề giá cả giảm, thì hãng kia cạnh tranh không được. Thì họ sử dụng những cái biện pháp gì anh biết không? Ném đá xe khách hay ném đá tàu hỏa. Tức là xe của anh mà anh hạ giá, anh lấy cách của tôi thì tôi cho côn đồ chặn được, ném đá.
Thưa quý vị. Ồ, anh biết, anh không biết tại vì anh không có tìm hiểu kỹ thôi. Sao? Tại vì chúng tôi có lên YouTube xem có một vị sư. À. Sư nha. À. Mà giảng là đất nước chúng ta đang theo kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. À. Và ngồi giảng chính trị. À. Có nghe. Thì cái này là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là mày làm thị quả. Trường, thị trường là cho cạnh tranh, phải không ạ? Định hướng xã hội chủ nghĩa là cho đẹp đã. Hai cái đó nó tách bạch ra, kinh tế thị trường là cạnh tranh. Còn mà tại sao người dân có thể cái lương tâm không còn nữa hả? Những người cạnh tranh như thế này. Thì bây giờ tôi hỏi anh, cái đất nước Việt Nam nó là như vậy. Bởi vì cái chế độ nó tạo ra, anh thấy bây giờ người ta đưa lên những cái video clip rất mình thấy rất là đau lòng. Ừ. Hai người, một người đàn ông, một đàn bà lớn tuổi 70 tuổi để đi móc túi, tự nhiên cái đó là tội phạm. Ừ. Nhưng mà khi người ta bắt được, người ta đánh đập rất là tàn nhẫn. Đó. Nhưng mà đối với côn đồ mà hà hiếp dân thì không ai dám làm gì cả. Rồi mấy đứa bé đó, con gái đó nha, mới có 12, 13 tuổi, bắt một em quỳ xuống, 5-7 em đi ngang, đứa thì đạp đầu, đứa thì túm tóc, đứa thì tát vô mặt, mà rồi người lớn đi ngang nhìn thôi. Mà rồi người ta còn quay, quay đó, để đưa lên nữa. Thì cái đó là người ta nói cái bọn ISIS, thưa quý vị, là bên bên Trung Đông Hồi giáo quá khích, cái bọn ISIS nó ác. Và nó còn ác hơn tất cả những kẻ ác khác, là nó ác, nó làm cái việc ác, nó quay phim, nó bỏ lên trên Internet cho mọi người cùng xem. Chúng tôi không hiểu là bây giờ trong nước những người mà làm những cái công việc đó, ném đá vào xe khách như thế này vì cạnh tranh nhau, hay là như Hoàng Tú vừa nói đó, cái cảnh mà các em như vậy rồi còn quay phim, rồi còn bỏ lên YouTube nữa. Thì cái đó là văn hóa xã hội chủ nghĩa. Trước năm 75 mình có cái văn hóa đó. Làm gì có cái chuyện đó. Tại năm trước năm 75 mình không có xã hội chủ nghĩa. Mình không có cái đó. Không biết rồi. Và năm 75 là hồi đó là Đảng Cộng sản Việt Nam chưa quang vinh. Với không, với lại cái thời đó là miền Nam Việt Nam bị Mỹ Nguyễn nó kèm kẹp, chưa có độc lập. Nhờ bây giờ nhờ Bác Hồ và các cách mạng lão thành độc lập dân tộc cho nên mới có cái cảnh đó. Độc lập cho nên là đứa bé nó độc lập một mình đó, bị nguyên bầy nó đánh. Quay phim. Quay và phim. Có một cái điều là người lớn đi ngang đó. Mà không nói dừng gì cả. Chân không nói gì cả. Chúng tôi cũng chả hiểu được. Có cái chữ mà trước đây mình không có, bây giờ người ta dùng hơi nhiều, rất là đúng là vô cảm, không? Vô cảm. Không còn. Rồi. Cái chữ này rất là hay này, chữ mãn nhãn, báo Tuổi Trẻ Online. Bà con ở Trà Vôn mãn nhãn với đoàn xe công đi ăn dỗ. Trưa 19-12, bà con ở ấp Trà Vôn A, tỉnh Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng rất ngạc nhiên khi hàng chục xe biển xanh đổ về trong ngày nghỉ, đổ nối hàng dài ở nhà một hộ dân tại đây. Thì có một nhà tổ chức đám giỗ. Mà toàn là mà xe công đi ăn đám giỗ. Mà chắc cái khu vực này chắc dân cũng bình thường, không phải là dân giàu, phải không ạ? Thì khi phóng viên hỏi là ông này làm cái gì mà tại sao mà ông đám giỗ mà toàn là xe công đi ăn giỗ? Thì ông này chỉ làm nghề kinh doanh thôi. Kinh doanh thức ăn cho tôm. Và ông chỉ có anh vợ ông là một cán bộ cấp tỉnh. Cho nên là đám giỗ thì toàn là xe công đi ăn giỗ. Nên là quý vị thấy lại một kỷ lục thế giới đấy, nữa ở Mỹ. Nhưng này mà thế mà không tìm ra người tham nhũng mà. Nguyên một đoàn xe công đi ăn đám giỗ mà lại không tìm thấy tham nhũng nó ở ngay đầu rồi. Bố làm thủ tướng đưa con làm tỉnh ủy với đưa con làm chức này chức kia thì đấy là tham nhũng, nhưng còn lại gì nữa. Thì đi ăn giỗ nó xịn, không thấy được. Chúng tôi thấy cái hình ảnh rất là ấn tượng ở trong xe, đôi khi xem trên YouTube đó là những anh cảnh sát mà đu đeo trên các cái kiếng xe hơi với để bám vào cần gạt nước đó. Anh Nguyên Khôi bây giờ là anh dùng chữ theo cái thời thượng trong nước. Ấn tượng. Ấn tượng rồi, phải nói cho nó ấn tượng rồi. Vâng, thưa quý vị, Nguyên Khôi người Bắc mà mỗi lần mà nghe thứ ấn tượng nó có lạnh người. Cảnh sát giao thông không nên chặn đầu xe. Có nhiều cách xử lý hành vi vi phạm giao thông chứ không nhất thiết phải chặn đầu xe. Chẳng hạn như là phạt nguội hay là tổ chức lực lượng truy bắt vân vân. Thì thưa quý vị, cái một trong cái hình ảnh không trong nước bây giờ dùng chữ cũng hay ha. Yeah. Báo chí biết là phạt nguội. Là có phạt nguội, phạt nóng đâu. Tôi không hiểu là công an ở trong nước họ được đào tạo như thế nào. Quý vị cứ tưởng tượng cái xe bây giờ mình mà tại sao cứ chặn đầu xe để bắt xe nó chạy mà là bám theo xe nữa. Bám theo xe nữa. Rất là nguy hiểm. Cái này mình nói về cái cách đào huấn luyện một người cảnh sát thôi, một người công an thôi, thưa quý vị, không, chúng tôi chưa thấy một cái lực lượng công an nào mà chuyên môn mà chặn đầu xe, tặng cái xe nó rất là nguy hiểm. Khi nó không dừng lại là tính mạng của mình sẽ trở đeo lên xe luôn. Chúng tôi nghĩ rằng sau cùng mình suy nghĩ là mình nghĩ chỉ ở Việt Nam mới có cái chuyện này nó xảy ra. Người công an coi thường cái mạng sống của chính mình. Thảo nào trong công an có chữ anh hùng,
thưa quý vị, thực sự ra đối với những người mà tài xế mà lái xe thì họ chỉ nhìn cái anh công an mà đeo lên cái cần gạt nước của họ đằng trước đó, những người lái xe ẩu đó, thì ta chỉ nghĩ là mày bắt ông, mày lấy tiền của ông, ông phải chạy làm sao để ông thoát, ông không để cho mày lấy tiền của ông, mày ăn cướp tiền của ông, chuẩn bị như vậy. Họ chỉ nghĩ tâm lý, họ chỉ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà chắc là mấy người này xem phim nhiều quá. Sao? Anh thấy phim hành động đó, phim hành động của Mỹ đó, bên này chúng tôi gọi là phim action đó. Thì hay có cái màn đeo lên xe nó chạy một cái quay phim. Xe có số, có biển số, có luật lệ đàng hoàng. Thì tại sao biển số để làm gì? Để nhận rằng cái nhưng mà anh không có thấy được vấn đề. Sao? Những người cảnh sát giao thông, những chiến sĩ công an đó là xem thường mạng sống của chính mình. Anh hùng đó phải không ạ? Cho nên mạng sống chính mình còn xem thường, mạng sống người khác là đâu là chuyện gì? Cứ vô đồn công an là mang xác về thôi. Mạng sống của tôi còn không màng tới, không gì mạng sống người khác. Mà cái xe này nó chèo, nó có liên quan mạng sống của người khác đâu. Không, ý là một cái đức tính của người công an. Mạng sống của chính bản thân tôi còn không màng tới, không gì mạng sống của người khác. Nha. Rồi, bây giờ cũng cái vụ tham nhũng nữa, cái này cũng không thấy được. Hoàng hôn nhiệm kỳ, du lịch tri ân, đi Tây nhiều quá. Giờ toàn là mấy ông cán bộ mà... Đến nhiệm kỳ mà cuối nhiệm kỳ đó phạm về hưu. Đi nước ngoài nhiều quá. Sau Quảng Nam tổ chức cho cán bộ lãnh đạo sắp nghỉ hưu đi học tập tại nước ngoài, học tập trong ngoặc kép nha. Ông Đạt cho hay tình trạng các địa phương, bộ ngành tổ chức cho cán bộ lãnh đạo sắp nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu đi nước ngoài là hiện tượng đang diễn ra tương đối phổ biến. Hiện tượng này được ghi nhận nhiều hơn ở cấp chính quyền địa phương từ quận, huyện, xã, phường. Hiện tượng như vậy mà cũng không có phát hiện ra được. Nhưng mà các anh nói ông Phạm Trọng Đạt, ông là cục trưởng cục chống tham nhũng đó, ông là cục trưởng cục chống tham nhũng đó nha. Ông Đạt thẳng thắn từ vụ việc của Quảng Nam vừa qua, nếu tính sơ bộ cũng đã tiêu tốn cả tiền tỷ của địa phương, nếu nơi nào cũng vậy con số này sẽ là rất rất lớn. Thêm vào đó còn có tình trạng một người đi là kéo theo nhiều người khác, kể cả lái xe, vợ con, thì học tập cái gì? Đi học tập mà luôn cả tài xế cũng theo luôn, vợ con cũng theo luôn, nghĩa là nguyên bậc phụ mà ai cũng thấy rằng là đi du lịch trá hình cũng là một hiện tượng tham nhũng, mà ông này là cục trưởng cục chống tham nhũng, ông nói như vậy thì tôi biết ông chống cái gì tôi cũng chả hiểu nữa. Vâng, thưa quý vị, khi mà người ta bắt những người bất đồng chính kiến trong nước như luật sư Nguyễn Văn Đài, cô Lê Thị Công Nhân hay là những người khác vân vân, những người bạn trẻ mà chỉ vì một lòng yêu đất nước thôi lên tiếng hoặc là để mà phản đối lại những cái sai trái của nhà nước hoặc là để chống đối Trung Quốc nó xâm lăng Việt Nam vân vân, thì người ta nói là người ta ghép tội những người đó là chống đối nhà nước, phải không ạ? Thì thực sự là chúng ta thấy cái tội đó nếu mà thực sự xét ra rất là nhẹ. Tại vì cái nguyên nhân mà làm cho chế độ sụp đổ, mà chống đối chế độ mà để cho sụp đổ đó, nó ở đây này, ông Phó Thủ tướng nói thế này: tham nhũng đe dọa sự tồn vong của chế độ. Như vậy thì cái này nó mới là đúng rồi. Cái tội cần bắt, chứ còn mấy người kia thôi có làm gì đâu. Còn có hai bài hát mà 4 năm tù. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tham nhũng là nguy cơ chính, rõ ràng nha, đe dọa sự tồn vong của chế độ, soi mòn các thể chế, giá trị đạo đức vân vân. Tức là họ biết hết, họ làm sai, chế độ sai, làm nhưng mà không biết cách nào sửa được. Tại vì nếu mà sửa thì họ là người đầu tiên sẽ mất cái ghế đó, thì sao họ sửa được? Và nếu mà diệt tham nhũng thì lấy người đâu nào? Tồn vong của chế độ thôi, anh phải thấy cái chỗ đó chứ không phải là tồn vong của đất nước. Dĩ nhiên. Hiểu chưa? Tồn vong của chế độ, người ta chỉ lo cho cái chế độ thôi, chứ người ta không có lo cho đất nước. Rồi, chúng tôi rất tiếc không đủ thời giờ. Chỉ có một cái ý kiến rất là ngắn gọn về cái vấn đề bảo hiểm, vấn đề sức khỏe đó ha. Thì hễ mà giá bảo hiểm y tế nó tăng thì dĩ nhiên là người dân người ta lo. Nhưng mà cái ông tiến sĩ Nguyễn Văn Tiên, phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, khi đề cập về tăng giá dịch vụ y tế cũng như bảo hiểm y tế trong năm 2016 thì ông nói như thế này: giá bảo hiểm y tế dù tăng cũng chỉ bằng 2-3 bữa nhậu thôi. Tức là anh thấy một cái người rất là bình dân. Mình nói về cái chuyện mà và có liên quan tới sức khỏe sinh hoạt của người dân thì sống chết người dân lại nói tới là bữa nhậu để anh thấy rất là gần gũi với quần chúng. Y tế tăng cũng bằng 2-3 bữa nhậu thôi, có gì đâu. Một cán bộ nhà nước mà nói như vậy, một cách phát biểu nó rất là bình dân, học vụ và phụ nữ diễn đàn. Chúng tôi chào tạm biệt quý vị, cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
Lan Trang và Nguyên Khôi xin kính chào tới ngồi quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là giờ mở cửa của tạp hóa quê hương đầu năm 2016. Cô Lan Trang có cười. Nói đến chuyện buôn bán mà tìm được tiền để nuôi đài, tôi vui lắm. Vâng, thưa quý vị, đầu năm cho nên Nguyên Khôi đề nghị với quý vị là nếu mà quý vị dự định năm nay mình order những cái loại kem hay là những cái sản phẩm khác mà chúng tôi giới thiệu với quý vị trong thời gian vừa qua thì quý vị order ngay từ đầu năm này cho cô Đoan Trang cô vui. Chắc chắn khai trương đầu năm mà có đông khách thì chắc chắn là cái cửa hàng sẽ nhộn nhịp hơn, phải không ạ? Rồi bây giờ sản phẩm nào đây anh muốn giới thiệu đến? Kem dưỡng da. Lúc nào hỏi đến anh Nguyễn Khôi là anh bảo kem, tại vì anh rất là hài lòng với Dr. Cos anh đang sử dụng. Quý vị không tin thì cứ xin nhìn dung nhan của sứ ngôn viên Nguyên Khôi là quý vị thấy cái da của anh như thế nào. Tất cả là nhờ Dr. Cos. Không phải chỉ có Dr. Cos không, mà chúng tôi có hai loại kem dưỡng da để giới thiệu với quý vị. Một loại là Dr. Cos. Cái loại kem này thì người ta giới thiệu, công ty họ quảng cáo họ giới thiệu là nó có tác dụng giống như là mặt nạ đắp lên da mặt của mỗi người, nhưng mà không mask cần đó. Phải đắp mask mà các tác dụng giống như vậy. Cái tác dụng của mặt nạ là gì? Trước hết là giữ cho da của chúng ta nó được mát, không bị khô cằn, bị được tươi đẹp, thưa quý vị. Và thứ hai là cái lỗ chân lông nó khít lại, làm cho da mặt mình nó căng hơn. Và thứ ba, sáng cái da của mình hơn. Đó. Anh biết không, nếu mà da khô á, thì nó tạo thành những cái vết nhăn. Đâu ai thích vết nhăn, anh có thích không? Dạ không, dĩ nhiên rồi, và nó làm cho da của mình bị cằn cỗi nữa, cô Lan Trang. Dạ vâng. Và Nguyễn Khôi sử dụng cái loại kem này cũng hơn một năm rồi. Phải nói thực sự là cái kết quả hơn mình mong ước. Rồi các quý đồng hương khác. Mình cũng không ngờ phải không? Dạ vâng. Các quý khán giả đồng hương khác cũng rất là thích thú với cái loại kem này. Và giá của nó thì rất là rẻ, rất là hạ thưa quý vị. Mua chung một set với nhau 5 hũ mà chỉ có 100 đồng. Một hũ riêng thì quý vị đến đài mua với bán riêng thì 25 đồng. Thưa quý vị, rất là rẻ, một hũ kem lớn của đại hàng mà giá chỉ có 25 đồng mà thôi, một lẻ. Mà cái tác dụng của nó thì rất là rõ ràng, ai xài cũng rất là thích thưa quý vị, càng ngày càng đông người xài hơn. Rồi tiếp theo. Thưa quý vị và thưa anh Nguyễn Khôi, tiếp theo dĩ nhiên phải là CC Cream. CC Cream thì đa số quý vị nói là đây là kem ban ngày. Đúng như vậy, là tại vì trong này nó có cái chất chống nắng để bảo vệ da của quý vị. Nhưng mà cái mục đích chính, cái tác dụng chính của nó đó là làm cho trắng da. Đây là kem của người đại Hàn, cho nên đối với người đại Hàn thì cái vấn đề mà da, cái màu da là cái chuyện rất là quan trọng. Da lúc nào cũng phải sáng, phải trắng, phải đẹp. Tác dụng đầu tiên của nó. Thứ hai là anti-crinkle, tức là chống nhăn. Những cái vết nhăn trên da của quý vị nó sẽ từ từ nó biến mất đi, da căng hơn, mịn hơn, đẹp hơn. Và những cái vết mà tỳ khuyết trên da, những cái vết thẹo hay là những vết thâm đen bị mụn để lại đó, từ từ nó cũng sẽ mờ đi, thưa cô Lan Trang và thưa quý vị. Nguyễn Khôi sở dĩ giới thiệu về hai loại kem này, mặc dù mình cũng phải phụ nữ, nhưng mà tại vì giới thiệu mạnh miệng với quý vị và nói rất là vui, là tại vì hầu như tất cả những người sử dụng hai loại kem này họ đều cho những cái feedback rất là tốt. Và đặc biệt là bây giờ rất đông quý vị đến, chúng tôi hỏi là mới có tháng trước thấy anh chị đến mua kem mà tại sao bây giờ đã mua kem rồi, xài xong mà hết mau như vậy. Không, mua cho bạn bè. Và đặc biệt là cái mùa Tết này để mua về làm quà cho thân nhân tại quê nhà, tại vì họ cũng biết đến những cái sản phẩm này. Nhưng mà họ sợ là không biết mua ở Việt Nam nó có phải là hàng thật hay không, tại vì bây giờ hàng nhái, hàng giả ở Việt Nam nó nhiều quá cho người ta rất là sợ, mặc dù người ta rất chuộng hàng mỹ phẩm của đại Hàn. Anh nói hàng nhái, hàng giả ở Việt Nam làm tôi phì cười, bởi vì tôi đọc tin tức hàng ngày đó thưa quý vị. Trời ơi, cái gì cũng giả được hết, cái gì cũng nhái được hết. Mà đọc một cái đó, ở Việt Nam làm giả, làm nhái đã đành, mà bên tụi Trung Cộng á, bên Trung Quốc á, họ làm giả rồi họ tuần qua bên Việt Nam họ bán. Cứ cái gì mà bán chạy, cứ cái gì mà có kết quả tốt một cái là sau đó là có ngày hàng nhái hàng giả lên. Và tôi cũng muốn nhắn với những cái người nào ở bên Việt Nam đó mà muốn sử dụng những cái sản phẩm mà đài chúng tôi bán đó. Tức là hiện tại nhiều nhất họ nhờ người nhà bên này mua là Dr. Cos và CC Cream.
Thế dù một ngày đẹp trời nào ra phố đó, ở bên Việt Nam mà cũng thấy những cái loại kem đó mà có thể cái giá nó rẻ hơn bên mình bán một chút xíu. Phải cẩn thận. Bởi vì bên Trung Cộng đó, Việt Nam thì còn có cái sự không có tinh tế, không phải không khi mà họ làm đồ giả, họ những cái bao bì nó không có khéo, nó không có tinh tế bằng bên mấy anh Trung Cộng. Mấy anh Trung Cộng làm mấy những cái bao bì đó, ăn cắp của người ta in y chang, rất là giống. Thành ra phải coi chừng, cẩn thận cái chuyện đó. Người ta đang lo sợ một ngày nào ông chủ tịch nước của Trung Quốc là ông giả nữa không chừng. Cái gì bây giờ bên đó cũng giả cả. Nhưng mà ác một cái, nói lan man tí xíu thưa quý vị. Trung Cộng á, bây giờ họ lại chuyên môn chữ trong nước, họ dùng cái chữ tuồn. Và cái chữ đó cũng hay, cho mình cái hình ảnh đấy lên lên đưa vô như vậy. Họ bên Trung Cộng họ tuồn những cái đồ mà phẩm chất tệ mạt, nhất là về thực phẩm, đồ ăn, đồ uống đó, đưa qua bên Việt Nam. Trời, mình đọc tin tức mình thấy xót cho người dân, dễ sợ. Những cái thứ kêu là đồ hôi, đồ thối, đồ quá đắt, mà không phải quá đắt một hai tháng hay cả năm trời, nó đưa vô bên Việt Nam mà cũng ác. Mấy cái người buôn bán ở Việt Nam đó, chủ nhà hàng này, chủ nhà hàng kia, mua về xong rồi dùng chất hóa học để tẩy trắng với những cái gì đó cho mùi vị thơm ngon, mang bán cho dân. Thế ác dễ sợ luôn. Mà đưa phải ít thưa quý vị, từ tấn này qua tấn khác vào, mỗi một chuyến là cả chục tấn, cả trăm kinh tấn. Kinh khủng quá đấy mà. Càng ngày càng kinh hoàng. Giúp mình trở lại với tiệm tạp hóa quê hương thì sau mình hai loại lan man, vì mình chỉ sợ khách của mình mua phải đồ giả. Bây giờ sau hai loại kem chúng tôi giới thiệu xong rồi đến cô Loan Trang. Cô Loan Trang muốn giới thiệu cái mặt hàng nào ngày hôm nay đây? Đối với tôi thì lúc nào tôi cũng dành giới thiệu Hair Serum 21 ngày kỳ diệu. Lần trước đó khi mà tôi giới thiệu với quý vị đó, thì tôi chỉ có một cái loại mà một hộp thôi, tức là single. Vì hôm đó quý vị mua nhiều quá, đến đài mua nhiều quá, tôi hết hàng. Nhưng mà hôm nay tôi order được về rồi, cái loại double. Cái loại double này. Tức là có đầy đủ. Đầy đủ hết. Quý vị nào muốn mua loại hộp single cũng có, mà double cũng có luôn. Cũng có thưa quý vị. Mà tôi nói thật đó, nhìn không đã muốn mua rồi. Nhìn không nó đẹp như thế này mà đã muốn mua rồi. Còn về cái kêu là nội dung chương trình, tôi hơi méo mó nghề nghiệp làm truyền thông. Vâng thưa quý vị, về cái nội dung chương trình, tức là về cái phẩm chất của sản phẩm đó, thì tôi được nghe những người sử dụng rồi, trong số đó có cả những bạn bè thân nữ rất là gần với đài quê hương chúng tôi. Họ hài lòng cái sản phẩm này, tuy nó không được rẻ, nó mắc ạ, nó không có rẻ. Một hộp như thế này là 309 đồng quý vị nhé. Còn một hộp như thế này là 180 đồng. Vâng, tuy là nó mắc nhưng mà nó đáng đồng tiền bát gạo. Nếu quý vị muốn có mái tóc đẹp nhé, quý vị không hài lòng với mái tóc hiện tại của mình, bảo ô sao tóc tôi nó bị gãy, bị trẻ ngọn, bị nhìn nó khô cằn quá, nó không có óng mượt, rồi nó bị rụng, thì đây là câu trả lời cho quý vị. Dạ vâng, quý vị bỏ tiền ra, tuy là hơi mắc, nhưng mà dùng nó có kết quả rất là tốt đẹp. Vâng thưa quý vị, Hair Serum 21 ngày kỳ diệu đang có tại đài quê hương. Giá cả một lần nữa cô Loan Trang nhắc lại đi, tại vì hơi single đặc biệt. Single 180 đồng, double 309 đồng. Và kế tiếp chúng tôi giới thiệu với quý vị về gối Canuda. Cũng đây là một sản phẩm của Đại Hàn. Và đây là sản phẩm giúp cho những người nào mà mình khi ngủ dậy thấy đau nhức bả vai, đau nhức lưng, đau cổ và nhức đầu. Tại vì khi chúng ta ngủ đó, chúng ta ngủ quen rồi. Nhiều khi mấy chục năm rồi mình ngủ quen cái thế đó rồi, mình đâu có biết là mình ngủ như vậy đó. Thì nó bị cái cột xương sống nó bị lệch, bị dẻo đi. Dạ vâng, và từ từ nó sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh của mình, làm cho mình bị đau nhức toàn thân, đau lưng hoặc là đặc biệt là nhức đầu. Thì như Nguyên Khôi đã thưa với quý vị là tuần trước Nguyên Khôi kể đã có một đồng hương khán giả của đài, anh cho biết rất là rõ ràng là anh rất là vui, bây giờ ngủ dậy nó không còn nhức đầu nữa, mất hẳn cái chất nhức đầu đi. Hồi trước mình cứ ngủ dậy nhức đầu, mình không biết lý do tại sao mình ngủ dậy bị nhức đầu, nhức nhiều khi nhức cả mấy tiếng đồng hồ sau với hết. Bây giờ thì ngủ dậy không thấy nhức đầu cả, thoải mái. Và thoải mái và thấy đời đẹp quá. Có một lần cũng có một vị đồng hương đến mua về cho cha mẹ dùng.
người bạn này còn tương đối là trẻ tuổi, mua về cho cha mẹ dùng. Mà chỉ 2-3 hôm sau gọi vào đài và cho biết kết quả rất là tốt, cảm ơn đài. Dạ vâng, vui quá. Thì nếu mà quý vị muốn có loại gối Canada đặc biệt này thì chúng tôi mời quý vị hoặc là ghé tới đài Quê Hương, hoặc là quý vị có thể order qua số điện thoại của đài, chúng tôi sẽ order cho quý vị để hàng gửi đến tận nhà quý vị. Lý do quý vị hỏi tại sao phải đến đài Quê Hương là tại vì những quý đồng hương ở San Jose này có thể ghé đến đài thì quý vị không phải chờ đợi. Còn nếu mà quý vị ở những thành phố, những tiểu bang xa thì quý vị phải order để hàng gửi đến tận nhà cho quý vị. Thì dĩ nhiên là quý vị chờ 5 ngày giống như quý vị order các loại hàng khác ở trên Internet, online v.v. thì quý vị cũng phải chờ đợi. Thì hàng sẽ được gửi đến tận nhà cho quý vị. Giá cả thì y hệt như nhau vậy thôi. Quý vị đến đài cũng một cái giá đó, mà quý vị gửi về nhà cho quý vị cũng một cái giá tương tự như vậy. Và chúng tôi cũng xin bổ túc lời anh Nguyễn Khôi vừa nói, không phải riêng gối Canada thì chúng tôi mới nhận gửi hàng về tận nhà, mà tất cả các sản phẩm của đài Quê Hương đang giới thiệu đến quý vị, đang bán cho quý vị, mặt hàng nào cũng đều có thể gửi đến tận nhà cho quý vị, ngay cả một mặt hàng mà nó rất là lớn, mà tôi cứ hay nói đùa là nó vĩ đại Liên Xô, nó rất là lớn, cái thùng bự như thế này, mà cái giá nó có mắc đâu, chỉ có 140 đồng thôi. Đặc biệt trong mùa lạnh lẽo, trong mùa đông thì chúng ta rất là cần, đó là cái gì? Mền lông vịt. Và thì quý vị một bộ như vậy đó, một cái thùng như vậy gồm có 2 chiếc mền. Mà một bộ như vậy nếu mà quý vị order sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị, chứ không phải quý vị không phải lo lắng nó lớn như vậy làm sao tôi lấy được, thưa quý vị. Người ta sẽ giao hàng đến tận nhà cho quý vị. Nhiều người nói rằng là mùa đông sắp hết rồi. Tại vì hôm nay nó lạnh quá sớm cho người ta cứ tưởng như vậy, nhưng mà thực sự ra đó. Chưa, mới bắt đầu. Nó mới chớm vào mùa đông thôi. Thì mà theo cái thời tiết năm nay nó lạnh hơn bình thường rất là nhiều. Ngay cả ở California năm nay mưa cũng nhiều hơn. Trời cũng lạnh lẽo hơn nhiều hơn. Và mình đọc mà theo dõi tin tức trên truyền hình truyền thanh, mình đều biết rằng năm nay ở miền Trung Tây của nước Mỹ cũng lạnh hơn, mưa tuyết bão lạnh tuyết nhiều bão hơn. Lột, dạ vâng. Lắm. Dạ, quý vị cần những chiếc mền giữ ấm cho quý vị, và đặc biệt là mền lông vịt thì nó nhẹ nhàng và giữ ấm được lâu. Quý vị có thể gọi cho đài Quê Hương để order những chiếc mền lông vịt đó, thưa quý vị. Đặc điểm của nó là rất là ấm nhưng mà lại rất là nhẹ. Và giá thì cũng rất là dễ thương. Quý vị cứ có dịp so sánh với những cái loại mền lông vịt đang bán tại các tiệm của người Mỹ đó, thì quý vị thấy cái giá của chúng tôi nó rất là nhẹ. Rẻ lắm, thưa quý vị. Hai cái mền như vậy chỉ có 140 đồng thôi. Đó là mình đã tính cả tiền là cước phí và tiền thuế rồi. Tôi vừa nói với quý vị là mặt hàng nào mà chúng tôi giới thiệu cũng đều có thể gửi đến tận nhà cho quý vị. Mặt hàng lớn như thế này là mấy chiếc mền cũng gửi, cái gối bự, gối Canada cũng gửi. Mà bây giờ mình nói là cái mặt hàng bé xíu như thế này cũng gửi luôn, cũng gửi đến tận nhà cho quý vị luôn. Anh có biết cái này là gì không anh Nguyên Khôi? Kem chống nhà. Đàn ông cũng có dùng, anh đừng có cười nhé. Quý ông đến đài mùa đông lắm mà. Rất là giản dị, dễ dùng, rất là nhỏ gọn, rất là rẻ tiền, giá cả cũng rất là nhẹ tiền, chỉ có 3 đồng một miếng mà thôi. 3 miếng dùng một lần. Một lần, và chúng tôi bán ít nhất là quý vị mua, tại vì nó có 3 đồng, quý vị mua một vị như vậy 5 miếng là 15 đồng. Gửi về nhà cũng gửi đến mà đến nhà đài lấy thì có ngay. Gửi về nhà thì chắc cũng phải mấy ngày ha, tùy theo bưu điện. Đó, thành ra đài Quê Hương này hay lắm á. Bán hàng đến đây mua cũng có, mà gửi về nhà cũng được. Mà những cái mặt hàng bự thì bự cũng gửi, mà mặt hàng bé xíu này bỏ vào bao tiêu cũng gửi đến tận nhà luôn. Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị đến đài thì đây là địa chỉ của đài, 1630, Nguyên Khôi nhắc lại con số nha, 1630 Oakland Road, Suite A109, tức là phòng A109, Oakland Road, cái tên giống như thành phố Oakland rồi đó, thưa quý vị. 1630 Oakland Road, Suite A109, San Jose, và zip code là 95131. Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi có nói là quý vị mua thì đến đài, đương nhiên là có hàng liền. Còn nếu quý vị muốn chúng tôi liên lạc với bên công ty, bên chỗ mà họ phân phối đó, thì họ cũng thay mặt chúng tôi gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Tuy nhiên có một mặt hàng sau đây mà tôi thấy
đặc biệt là quý phụ nữ rất là mến, rất là ưa chuộng trong những ngày lạnh lẽo như thế này. Nhưng mặt hàng này chỉ có bán tại Đài Quê Hương thôi, không gửi về nhà cho quý vị được. Đó là Bathroom Magic của quý vị. Trời lạnh như thế này, thưa quý vị, chúng ta cái nhu cầu vệ sinh, chúng ta nếu mà nó lạnh quá, nước lạnh đó, thì cũng rất là tồi và khó chịu, khó chịu lắm. Thì cái Bathroom Magic, cái tác dụng của nó là gì? Là giúp chúng ta sau khi mà chúng ta đi vệ sinh xong thì nó giúp chúng ta rửa sạch cơ thể của mình, có nước ấm sẵn sàng ở trong đó, luôn luôn sẵn sàng nước ấm có ở trong đó chứ không phải chờ đợi lâu. Và quý vị có thể gắn cái máy này ở bên cạnh cái toilet của mình rất là dễ dàng và nó rất là thuận tiện cho quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị nói rằng là tôi không quen gắn, tôi là phụ nữ hay tôi lớn tuổi rồi, hay ngay cả tôi là đàn ông nữa, nhưng mà tôi không quen làm những công việc này, tay chân tôi nó vụng về lắm, không tự làm được, không sao cả. Trong thời gian quảng cáo này, quý vị gọi vào Đài Quê Hương thì anh Lộc là người đã design ra cái máy Bathroom Magic này, sẽ đến tận nhà để gắn cho quý vị. Với điều kiện là quý vị ở San Jose hay những thành phố lân cận thôi nhá. Thí dụ như là quý vị ở Campbell hay là Milpitas thôi. Cùng lắm thì ở Santa Clara và Sunnyvale thôi. Quý vị ở xa quá thì cũng tội nghiệp cho anh Lộc. Thì lúc đó để cho hai bên nói chuyện với nhau. Và quý vị có thể thôi. Nếu mà anh Lộc đồng ý gửi thêm anh một chút tiền xăng. Dạ vâng. Thì anh sẽ đến tận nhà để gắn cho quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị ở San Jose, ở Milpitas, ở Sunnyvale, Santa Clara hay là ở Campbell chẳng hạn như vậy, thì anh Lộc sẵn sàng đến tận nhà gắn cho quý vị. Không có tính tiền xăng quý vị đâu. Dạ. Quý vị hỏi tôi cái giá là bao nhiêu? Thưa quý vị, 150 Mỹ Kim, tính cả thuế và tiền công gắn rồi. Tiền công gắn cho những người ở gần San Jose hoặc ngay tại San Jose. Cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay của Tiệm Tạp Hóa Quê Hương. Và trước khi chào tạm biệt quý vị, chúng tôi xin nhắc lại những số điện thoại để quý vị liên lạc với đài. Số chính của đài, số văn phòng, số thư ký đó là 408-645-5575. Một số nữa là 408-645-5580. Quý vị cũng có thể gọi trực tiếp cho Nguyên Khôi, số cell của chúng tôi là 408-859-2416. Quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qhradio@aol.com. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị. Và Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là câu chuyện đầu năm của Quê Hương Media. Lời đầu một năm, chúng tôi xin được gửi lời chúc đến tất cả quý khán thính giả của đài và quý đồng hương tại miền Bắc California và quý đồng hương theo dõi chương trình này ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nếu mà quý vị xem chương trình này trên YouTube hay trên Internet, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới khang an, thịnh vượng. Riêng về vấn đề tài chính á, thì tiền phải vô thật là nhiều, mà ra thì ra nhỏ giọt, tức là ra ít ít thôi. Sao mà khôn quá thì quý vị. Không những tôi thích cái điều này mà tôi nghĩ tất cả mọi người đang theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay họ cũng đồng ý với tôi. Ai cũng thích hết phải không thưa quý vị? Vâng, đó là lời chúc đầu tiên của chúng tôi trong năm 2016 xin được gửi đến quý khán giả của đài. Còn sau đó ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái điều gì thưa với quý khán giả đây cô Đan Trang? Tôi nghĩ cái điều mà mọi người muốn nghe mình trình bày qua buổi nói chuyện ngày hôm nay ở thời điểm đầu năm dương lịch 2016 là chúng ta nên điểm qua một số những cái biến cố lớn nhất trong năm hoặc là những cái sự kiện của năm 2015
ở ngay đất nước chúng ta đang sinh sống là Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Mời anh Marco. Chúng ta sẽ bắt đầu với Hoa Kỳ trước, thưa quý vị. Những cái chuyện vui á, thì người ta chứng kiến, rồi người ta quên cũng mau. Nhưng mà những cái chuyện buồn làm người ta nhớ nhiều hơn. Và những cái tin tức và những cái tin tức báo chí truyền thông loan tin thì đa số quý vị thấy là đều là những cái chuyện buồn. Cho nên trong năm 2015 vừa qua cũng có những cái chuyện rất buồn xảy ra cho nước Mỹ, chẳng hạn những cái vụ thảm sát xảy ra tại San Bernardino. Đầu tiên thì người ta nghĩ rằng đây chỉ là một, có thể là một cái vụ thảm sát chưa rõ nguyên nhân, mà tại vì cái người mà cầm súng, người chồng mà cầm súng bắn vào những người bạn làm việc chung với mình, thường thường xảy ra như vậy là tại vì có cái gì đó bất mãn, mâu thuẫn trong khi làm việc. Những cái tiếng đầu tiên, những cái giờ đồng hồ đầu tiên khi mà vụ này xảy ra vào buổi sáng tại San Bernardino ở Nam California thì người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà sau đó càng lúc người ta thấy hé lộ dần có những cái điều gì đó nó rất là bất thường cho cái vụ thảm sát này, mà khiến cho mười mấy người chết và mười mấy người nữa bị thương. Thưa quý vị, là tại vì người ta thấy thứ nhất là hai vợ chồng cùng tự làm cái công việc này. Thường thường những cái vụ thảm sát khác xảy ra thì một người thủ phạm đa số là đàn ông, ít có phụ nữ ở trong đó. Hai vợ chồng, người chồng và người vợ, một người nam và người nữ, đã là một cái chuyện bất thường rồi. Cái chuyện thứ hai nữa là cái vụ này đó, là hung thủ đó đều mặc quần áo được chuẩn bị trước, quần áo ngụy trang, quần áo mà ra trận đó, được mặc đồ trận rồi bịt mặt, tức là có cái sự chuẩn bị dự mưu rõ ràng, chứ không phải là vì bất mãn, vì trong một cái phút nóng giận. Tại vì trước đó, trước khi mà người chồng này bỏ ra về đó, thì anh ta cũng là một nhân viên của văn phòng y tế quận hạt San Bernardino đến tham dự buổi tiệc tất niên đó. Hình như anh ta có cãi lộn với một ai đó, rồi anh ta bỏ ra về, sau đó anh trở lại mang súng và cùng với vợ mình bắn chết người khác. Hồi đầu á, thì như anh vừa trình bày, mọi người đều tưởng rằng đây là một cái sự bất mãn đưa đến cái chuyện mà súng ống. Nhưng mà riêng cá nhân tôi đó, tôi vừa mới đọc được cái tin này, đúng hơn là vừa mới theo dõi trên đài Mỹ á, là tôi đã gọi ngay điện thoại với anh Nguyên Khôi và tôi bảo đây là một vụ khủng bố. Tự nhiên tôi có cái linh tính như vậy, tại vì có những cái yếu tố nó bất thường, nó làm cho mình phải suy nghĩ đến điều đó. Và quả tình đây là một vụ khủng bố, nhưng mà không phải được ra lệnh từ một tổ chức khủng bố nào, mà là sự khủng bố vì những cái người họ nả súng và các nạn nhân đó, họ bị nhiễm cái tư tưởng quá khích cực đoan của Hồi giáo. Và dĩ nhiên họ là những người Hồi giáo 100%, thưa quý vị, mà bên Hoa Kỳ người ta thường gọi là những con sói cô đơn đó, tức là hành động một mình, không có phải là nhận lệnh từ trên cấp trên của một tổ chức khủng bố nào. Thưa quý vị, đây là một điều rất là đáng buồn ở cộng đồng Hoa Kỳ chúng ta trong năm 2015. Rồi bây giờ chúng ta có thể bước qua một biến cố khác. Vâng, nó cũng gây ra trước hết một cái làn sóng phải nói là bài Hồi giáo. Phẫn nộ đối với những người Hồi giáo, và những người Hồi giáo mà ôn hòa đó, cũng tội nghiệp cho họ. Họ rất là buồn, và họ rất là lo sợ nữa. Có một số ngôi đền Hồi giáo đã bị đốt, rồi những ứng cử viên, một vài ứng cử viên chẳng hạn như ông Donald Trump cũng thì có những cái phát biểu nó rất là nặng nề, và nó có tính cách quá khích thì chúng nó nhắm vào người Hồi giáo. Đó là cái biến cố đau thương nhất trong năm 2015 xảy ra trên đất Mỹ này. Kế tiếp có những cái chuyện cũng đau lòng khác không kém, nó cũng xảy ra trong năm vừa qua và khiến cho mọi người phải suy nghĩ nhiều. Đó là cái tình trạng mà cảnh sát, đa số là người da trắng, sử dụng vũ lực quá mức đối với người da đen. Rất là khó nói, thưa quý vị, rất là khó rất nói. Rất là khó nói, và tôi thấy nó là như một cái định mệnh, một cái định mệnh, một sự tình cờ nó đưa đến. Không có may cho những cái nạn nhân là người da đen. Chẳng hạn như cái tin mới nhất mà chúng tôi mới phổ biến trên quê hương media trong thời gian vừa qua là cái vụ mà cảnh sát được gọi đến để giải quyết cái cậu sinh viên này, cậu sinh viên, cậu vừa từ trường về nhà thăm gia đình trong cái dịp nghỉ cuối năm. Và cậu là một sinh viên mới có 19 tuổi, nhưng mà theo lời mô tả của mọi người cũng như của gia đình cậu thì cậu có vẻ như là bị bệnh tâm thần. Thành ra cậu có những sự đe dọa đối với gia đình của cậu, rồi người cha. Xin lỗi quý vị, nãy giờ chúng ta đang nói về hoàn cảnh những người cảnh sát da trắng bắn thiệt mạng những người da đen, và câu chuyện này cũng đúng trong cái trường hợp đó. Gia đình của cái người này, của gia đình cậu 19 tuổi thì là cũng người da đen, người da màu. Ông bố
lo sợ quá mới gọi cầu cứu cảnh sát. Thì khi cảnh sát đến đối đầu với một cậu này trong một cái trạng thái mà không có bình thường như vậy, nhưng mà xui làm sao đó, khi mà bắn cậu thì một viên đạn lại lạc xuống cái tầng dưới. Đây là một cái khu chung cư, gia đình cậu đó ở trên trên lầu, và lại họ đứng ở dưới họ bắn thì lại đạn lạc vô một cái phòng ở cái tầng dưới, tức là tầng trệt đó, và làm thiệt mạng lại một phụ nữ da đen 50 mấy tuổi đó, nếu tôi nhớ không lầm. Và cái điều đau khổ là bà là một bà mẹ của 5 đứa con. Thành ra anh Khôi thấy cái vấn đề này đó, tôi nói nó như một cái sự tình cờ, một cái sự đưa đẩy của định mệnh rất là đáng buồn. Trong cái chuyện này, cái người phụ nữ da đen mà mẹ của 5 đứa con đó, họ không có tội gì cả, và họ cũng không phải là đối tượng để cho cảnh sát săn đuổi, mà cũng là bị thiệt mạng, anh thấy không? Dạ vâng. Thành ra những cái chuyện đó xảy ra thì lại cứ làm cho những người Mỹ ở đây, những người da màu, da đen đó, họ lại có một cái ác cảm với cảnh sát. Nhưng mà thưa quý vị, trong nhiều trường hợp thì quả tình cảnh sát có dùng bạo lực quá tay thật. Nhưng mà có những trường hợp cảnh sát họ làm cái trách nhiệm của họ, cái bổn phận của họ, và không may những cái người bị bắn chết lại cũng là những người da đen, như trường hợp tôi vừa trình bày với quý vị. Dĩ nhiên là luật pháp của Hoa Kỳ này sẽ, chúng tôi nghĩ rằng là sẽ phân xử một cách công bằng, rất là minh bạch. Dạ vâng, và rõ ràng. Và nếu mà không minh bạch, không rõ ràng cũng không được, tại vì cái sức mạnh của cộng đồng người da đen cũng rất lớn đấy. Người da đen, đã có những cái cuộc biểu tình rất là rầm rộ, và cũng nhận được cái sự đồng tình của rất đông những người dân Hoa Kỳ khác, vì mọi người đều muốn rằng mọi chuyện nó phải minh bạch, rõ ràng và công bằng ở đây. Và phải không, có công lý cho tất cả mọi người. Người, và không thể đối xử bằng cái sự khác biệt, kỳ thị màu da được. Dạ, vâng. Rồi, đó là một trong những cái nỗi đau của nước Mỹ trong năm vừa qua. Những biểu tình đó cho đến ngày hôm nay, cho đến những ngày cuối năm tại thành phố Chicago vẫn tiếp tục xảy ra như thường. Một cái điểm thứ ba nữa, một cái sự kiện thứ ba cũng là quan trọng trong năm nay, đó là cái vấn đề mà cái cuộc tranh cử cho chức vụ tổng thống của đất nước Hoa Kỳ này năm 2016 thì đã bắt đầu khởi sự giữa năm 2015 là khởi sự rồi. Hai đảng thì đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ có sự khác biệt rất lớn về cái cuộc vận động tranh cử lần này. Trước hết là tại vì ở bên đảng Dân chủ thì đa số người ta đã nhắm tới ứng cử viên là bà Hillary Clinton rất là rõ ràng. Bà đã chuẩn bị từ lâu rồi. Từ 8 năm về trước, khi mà bà thua ông Obama trong cuộc tranh cử lần đó, thì bà đã chuẩn bị cho cái lần tranh cử này. Và khác với lần trước thì bà và ông Obama có vẻ ngang ngửa nhau. Nhưng mà lần này thì hầu như là tất cả mọi người bên đảng. Ông Clinton. Dạ vâng. Anh vừa nói ông Obama. Ồ, xin lỗi quý vị, tại vì tên hai người nó cứ lẫn lộn hoài. Tức là bà Hillary Clinton đã được nhận được cái sự ủng hộ của hầu như là đại đa số các cử tri của đảng Dân chủ rất là rõ ràng rồi. Mà thực sự á, xin lỗi anh, riêng cá nhân tôi cũng nghĩ kỳ đó bà thắng đó. Dạ, lần trước đó không cần. Dạ, lần trước. Dạ. Nhưng mà lần này thì thưa quý vị, thì bà không phải vận động tranh cử nhiều trong nội bộ của đảng, tại vì mọi người đều nghĩ rằng là bà ấy, thứ nhất là người có kinh nghiệm, và thứ hai là bà đang là một ứng cử viên sáng giá nhất, và bà có khả năng lãnh đạo rất là rõ ràng. Qua những công việc bà đã làm. Vâng, cho nên mọi người bên đảng Dân chủ thì đa số người ta ủng hộ cho bà ấy. Dĩ nhiên cũng có những ứng cử viên khác, nhưng mà không phải là đối thủ nặng ký đối với bà Hillary Clinton. Và theo cái quan điểm cá nhân riêng của tôi thì cũng không sáng giá bằng bà đâu. Dạ. Còn quý vị sẽ hỏi tôi sau, tôi khen bà quá vậy thì tôi bầu cho ai? Quý vị xin phép không trả lời, bởi vì với vai trò một người làm truyền thông á, tôi không nên đưa cái ý kiến của tôi ra. Nó sẽ ảnh hưởng đến những người nghe tôi, những người đang theo dõi cuộc nói chuyện này. Nhưng mà theo cái cách nói của tôi như vậy, quý vị cũng biết là tôi mến ai trong danh sách các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Còn nhưng mà có điều đặc biệt tôi muốn chia sẻ với anh Khôi và với quý vị đó, là một khuôn mặt mình có thể mô tả là nổi bật của Đảng Cộng Hòa trong kỳ vận động này. À, đối với cái ông này, chưa nói tên quý vị biết là ai rồi, ông Trump. Cũng có kẻ thích, người không thích, kẻ yêu, người ghét. Nhưng mà riêng cá nhân tôi á, nếu mà tôi nhận xét về ông, thì tôi không dám đưa ra lời chỉ trích nhiều. Nhưng mà chắc là nếu bảo tôi bầu ông thì tôi không bầu. Tại vì như thế này thưa quý vị, theo cái nhìn của tôi về một người tổng thống nước Mỹ đó, thì họ nói ra bất cứ một điều gì nó phải có cái sự chín chắn ghê chính lắm, chạc đó, chính chạc và chín chắn, bởi vì họ đại diện cho cả một quốc gia. Mà ông này đó
Thì không những tôi phê bình ông mà nhiều người báo chí Hoa Kỳ họ cũng nói kiểu như ông nói tùy hứng á. Tuy là ông có một cái điểm mà một số người thích, tức là nói thẳng. Ông dám nói những cái điều mà những ứng cử viên khác nghĩ vậy mà không dám nói vì sợ mất phiếu. Hoặc là phải nói loanh quanh. Nói loanh quanh. Rào đón trước sau trước khi nói thẳng vấn đề. Mà ông này đó, ông nói thẳng. Một câu thôi. Một câu, ông muốn đuổi người Hồi giáo là ông nói đuổi. Ông mạt sát người ông mạt sát người Mễ là ông cứ việc ông nói, mà ông chắc hình như ông cũng không cần biết cái hậu quả của những lời Việt Cộng thì họ cứ nói những lời phát ngôn, nhưng mà tôi nói là hậu quả của những cái điều tuyên bố của mình như thế nào nếu một mai mình đã cử tổng thống. Thế dụ sau này ông đã cử tổng thống nước Mỹ đi thì chưa chắc ông đã dám làm nói, việc đó hả? Dạ, ông đã dám thực hiện những cái điều mà ngày hôm nay ông nói. Tại vì một vị tổng thống Hoa Kỳ đâu có thể hành xử như vậy. Và hiến pháp cũng như luật pháp của Hoa Kỳ đâu có cho phép để hành xử những cái điều như vậy, phải không ạ? Ngay cả những cái điều mà nó có vẻ như là nó hợp pháp, tức mình có thể làm được, chẳng hạn những cái số người mà nhập cư lậu vào nước Mỹ này, thì theo luật mình có quyền tống xuất những người đó trở về nguyên quán của họ, chẳng hạn như những người gốc Mễ chẳng hạn như vậy. Nói ra thì là hợp pháp, mình có thể làm được. Nhưng mà lấy cái ngân quỹ đâu để mà làm? Cái lương tâm của mình ở đâu để mà làm khi mà những gia đình người ta đang ở bên này, mình có thể chẳng hạn như bây giờ gia đình người ta hai vợ chồng, hai đứa con chẳng hạn như vậy, người cha là người di dân lậu, mình tống xuất người cha về, hay là người mẹ là người di dân lậu, mình tống xuất người mẹ về, còn hai đứa con ở lại thì ai nuôi? Chẳng hạn như vậy. Hoặc là ngay cái chuyện mà cũng không có thể tìm ra được đâu được mà cái ngân sách để có thể tống xuất một lúc mười mấy triệu người như vậy. Nhưng mà ông nói thì ông cứ nói. Nhưng mà đó là chuyện của Donald Trump. Ông chỉ là một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa mà thôi. Ngoài ông Donald Trump ra thì Đảng Cộng Hòa còn nhiều ứng cử viên khác cũng rất là sáng giá. Chẳng hạn như ông Ted Cruz, ông Marco Rubio, hay là ông cựu thống đốc Jeb Bush của bang Florida, là em của ông George W. Bush. Nhiều ứng cử viên khác. Và chúng tôi vẫn nghĩ rằng là bây giờ thì ông Donald Trump đang dẫn đầu các cuộc thăm dò ý kiến thôi. Nhưng mà đầu tháng 2, ngày 1 tháng 2, cuộc bầu cử vòng loại để chọn ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa mới chính thức bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta mới biết thực sự là ai là người có hy vọng sẽ thắng cử kỳ này. Dạ vâng. Trước hết là ai là người được Đảng Cộng Hòa đề cử. Dạ. Và khi mà vô vòng đua với bên Đảng Dân Chủ. Dạ. Thì lúc đó chúng ta mới biết chắc chắn ai sẽ làm Tổng thống nước Mỹ, người lãnh đạo một đại cường quốc của thế giới, thưa quý vị. Rồi bây giờ, để kết thúc cho phần điểm qua những sự kiện lớn trong năm 2015 tại xứ sở chúng ta đang sinh sống là nước Mỹ, thì anh nên chia sẻ một cái tin vui. Và tin vui này nó thuộc lĩnh vực khoa học mà lại đặc biệt là lĩnh vực tư nhân. Vâng, thưa quý vị, đất nước Hoa Kỳ này có những điều kỳ lạ mà những đất nước khác, những các quốc gia khác không thể có được. Dạ vâng. Công ty sản xuất cái phi thuyền SpaceX, đây là một loại hỏa tiễn phóng phi thuyền vào không gian của một công ty tư nhân. Yes. Từ trước cho đến bây giờ thì là NASA là cái cơ quan của liên bang của chính phủ, được chính phủ tài trợ, cho nên họ có rất là nhiều tiền, họ thực hiện những cái kế hoạch thám hiểm không gian, đưa người vào không gian vân vân bao nhiêu năm qua rồi. Nhưng mà vì lý do ngân sách, và đất nước Hoa Kỳ này bao giờ cũng vậy, cũng muốn có những sự thay đổi và tư nhân hóa những cái gì có thể làm được. Cho nên chính phủ dưới quyền của ông Obama đã đóng cửa, coi như đóng cửa NASA, chấm dứt những hoạt động của NASA. Thay vì dùng tiền công quỹ như vậy thì họ cố gắng để yểm chuyển trợ qua lãnh vực tư, và họ cố gắng yểm trợ. Chứ họ không phải là bao hết được không? Phải chi ra hết. Thì công ty mà sản xuất cái phi thuyền SpaceX, thì họ sản xuất một cái loại hỏa tiễn có thể phóng phi thuyền, đưa phi thuyền và đưa các vệ tinh vào quỹ đạo của không gian. Và cái hay là thay vì phóng rồi mất luôn thì lại trở về trái đất, và trở về theo cái chiều thẳng đứng, đáp xuống thẳng đứng được. Và như vậy trước hết là nó đỡ tốn kém rất là nhiều, tại vì mình có thể sử dụng lại cái hỏa tiễn, cái phi thuyền đó cho những lần phóng tới, tái chế. Và đây là cái công việc mà các quốc gia khác, ngay cả những quốc gia mà có rất nhiều tiền như là Trung Quốc rất là giàu, như là những quốc gia giỏi về kỹ thuật như là Nhật Bản, hay là như bên Âu Châu thì có Nga, có Anh, có Pháp vân vân, có Đức nữa, cũng muốn làm nhưng mà chưa làm được, chỉ có Hoa Kỳ làm được mà thôi. Và đây không phải là chính phủ Hoa Kỳ làm, không phải là tiền công quỹ làm, mà là tư nhân. Thưa quý vị, cái đất nước này mới có thể sản xuất những cái đầu óc này, của những cái nhân tài của đất nước này mới có thể làm những cái công việc đó, mới có thể sản xuất được những iPhone, iPad và các loại phone mà bây giờ đã trở thành rất là phổ thông trên toàn thế giới.
Trước khi kết thúc phần nói chuyện liên quan đến các sự kiện lớn 2015 tại nước Mỹ, thì tôi nhắc lại với quý vị một câu. Đã đúng, đang đúng, và tôi nghĩ mãi mãi sẽ đúng. Đó là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là nơi chốn mà mọi giấc mơ của mỗi con người, của mọi con người có thể thực hiện được. Ngay từ thời lập quốc, thưa quý vị, những người đến đây đầu tiên, tức là những người da trắng ở bên Âu Châu di dân sang đó, mình không nói những người da đỏ, là những người thổ dân ở đây, mình nói những người da trắng ở lập quốc, thành lập quốc gia này, họ là những người đi tiên phong, họ là những người mạo hiểm, họ là những người đến đây với hai bàn tay trắng, họ đến đây với những ước mơ, và đa số là những người mà họ đã gặp rất nhiều khó khăn ở cái quốc gia cố cựu của họ, như Anh, như Đức, như Pháp. Họ đến đây. Đó là lý do họ mới đi kiếm một chân trời mới đó. Họ làm lại từ đầu. Và họ, tâm lục địa đó thưa quý vị. Họ chấp nhận cái sự mạo hiểm. Và chỉ có đất nước này mới có những cái gọi là những cái phát minh, những cái sáng kiến vĩ đại mà cho đến ngày hôm nay cả thế giới mới noi theo và tiếp tục. Nhưng mà bao giờ đi đầu cũng vẫn là Hoa Kỳ như thường. Rồi bây giờ chúng ta bước qua phần thế giới với những sự kiện nổi bật của năm 2015. Trước hết có lẽ mình phải điểm qua một chút xíu thôi, thời gian không có nhiều. Nhưng mà điểm qua về cái biến cố đẫm máu gần đây xảy ra tại Paris. Vâng, đó cũng giống như là cái chuyện vụ khủng bố xảy ra tại Hoa Kỳ này thôi. Thưa quý vị, đó cũng là xuất phát từ những cái tư tưởng của những người Hồi giáo quá khích. Và nói tới Hồi giáo quá khích, nói tới Hồi giáo cực đoan thì chúng ta không thể nào không nhắc tới cái tổ chức ISIS. Một cái tổ chức mà họ muốn thành lập một cái quốc gia riêng rẽ và theo luật Hồi giáo cổ. Dạ vâng. Và hiện nay thì nó đang chiếm được một số vùng ở hai quốc gia là Syria và Iraq. Và nó muốn thành lập chính phủ Hồi giáo. Thành lập chính phủ Hồi giáo riêng của họ. Rồi sang các quốc gia lân bang bên cạnh đó, chẳng hạn như là Libya và có thể lấn sang Phi Châu. Và những cái mộng của những người này là biến cả thế giới này thành phải là Hồi giáo. Phải là Hồi giáo. Mà là Hồi giáo cổ. Sharia. Và cái điều mà người ta bất mãn, người ta không chấp nhận được, đó là cái sự tàn ác khi mà thực thi cái điều ước mơ đó. Ai cũng có quyền có những ước mơ, ai cũng muốn mình theo tôn giáo này thì muốn người khác theo cùng cái tôn giáo với mình, cùng cái niềm tin với mình, phải không ạ? Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nếu mà người ta có gì khác biệt với mình, người ta không đồng ý với tôn giáo mình, người ta không theo mình là mình giết và dùng đủ mọi cái, phải nói là những cái thủ đoạn rất là ác độc và không ngần ngại để che giấu những cái thủ đoạn đó. Cái khác biệt giữa ISIS và các tổ chức mà tội phạm khác trước đây đó, ngay cả Al-Qaeda, khi họ làm gì một lần nếu mà chối được thì chối, còn nếu không thì che giấu, không có lộ rõ ra những cái ác sự tàn bạo của họ. Còn đây thì quay phim chụp hình rồi phổ để biến cho mọi người coi. Coi thế, thì mà cái mục đích của họ là gây cái nỗi sợ hãi cho tất cả mọi người và như một lời cảnh cáo, nếu anh không theo tôi thì anh sẽ bị như vậy. Đó là lý do mà ông Obama đã nói một câu rất hay: đừng sợ. Chúng ta đừng sợ hãi, thưa quý vị. Và các quốc gia trên thế giới, Hoa Kỳ cũng như các quốc gia Tây Âu và bây giờ có Nga nữa tham dự vào một cái cuộc chiến, hy vọng là sẽ mọi người sẽ có thể nói là dùng cái chữ là nói với Obama tiêu diệt cái tổ chức này. Tại vì không thể dung thứ những cái tội ác kinh hoàng như vậy xảy đến cho nhân loại. Và cái tin mới nhất, một cái tin vui trong những ngày cuối năm của 2015 là Iraq, quân đội Iraq cũng như là Hoa Kỳ đã đẩy lui được ISIS ra khỏi thành phố Ramadi của Iraq. Vâng, cũng liên quan tới cái chuyện chiến tranh xảy ra tại Syria, tại Iraq thì những người dân Syria rất là tội nghiệp vì khi một cuộc chiến xảy ra như thế này thì họ phải tìm đường chạy trốn chiến tranh. Thì thưa quý vị, đã có một số rất đông người vượt bằng đường biển để qua bên Hy Lạp, bên Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách vào Âu Châu. Họ hy vọng, họ hy vọng rằng là ở Âu Châu họ sẽ tìm được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, an bình hơn, thưa quý vị. Cái làn sóng di dân của người tị nạn đến Âu Châu cũng là một cái vấn đề rất là nhức nhối, tại vì lần đầu tiên mà Âu Châu phải chứng kiến một cái cảnh mà cả triệu người đến các quốc gia ở Âu Châu để tìm đường tị nạn. Thực sự ra là quá sức của họ. Quá sức chịu đựng. Quá sức chịu đựng và quá sức để có thể giúp đỡ cho những người tị nạn này. Nhưng mà quý vị cũng biết Âu Châu thuộc khối thế giới tự do. Và tấm lòng của những người thuộc khối thế giới tự do thì nó luôn luôn rộng mở. Chứ cũng nhất là vấn đề nhân đạo, họ không có thể đóng cửa
quốc gia của họ đóng cửa biên giới để phải nhìn những cái cảnh khổ đau của nhân loại, của đồng loại trước mắt họ. Lúc nãy anh có nói một câu mà tôi đang định ngắt lời anh thì anh bước qua vấn đề này, là anh bảo cái vụ mà ISIS á, họ thành lập cái nhà nước Hồi giáo đó, thì tôi thấy nói ra thì có vẻ đụng chạm, tại vì bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc, tương đối họ vẫn còn hiện hữu, họ vẫn còn mạnh ở những cái xứ sở mà họ đang cai trị. Thì tôi thấy rất nhiều điểm tương đồng giữa cái gọi là nhà nước Hồi giáo với những cái đảng Cộng sản. Họ cũng có những cái tàn bạo, những cái độc đoán, những cái dã man. Và đặc biệt họ không chấp nhận bất cứ một sự khác biệt nào về phương cách sống cũng như về cái tư tưởng của người dân. Nếu mà không đồng quan điểm với họ là họ có cách để họ tiêu trừ liền, thưa quý vị. Ngày trước họ có thể thủ tiêu, ngày trước thì họ có thể giết người, và ngay bây giờ nếu họ làm được chuyện đó họ cũng sẵn sàng làm thôi. Nhưng mà vì thời nay thì cái phương tiện truyền thông nó rất là nhanh chóng, cho nên nhiều mọi chuyện đã toàn cầu hóa rồi. Và những người nổi tiếng không dám làm thì họ cũng tìm cách bắt bớ người ta, phải không? Dạ, vâng. Trở lại với cái câu chuyện liên quan tới cái làn sóng di dân tị nạn của người Syria, người Libya nữa, người Iraq và ngay cả Afghanistan nữa đến các quốc gia này, thì chúng tôi đặc biệt là phải vinh danh một người, đó là bà thủ tướng của nước Đức, bà Angela Merkel. Bà rất là tốt, thưa quý vị, và bà có một quyết định rất là can đảm, là tại vì mặc dù bà bị dân của bà chống đối, một số người dân chống đối, những người Đức họ rất là tốt, đa số, nhưng mà cũng có một số người chống đối, và họ có lý do để mà chống đối, là tại vì cuộc sống họ thấy gánh nặng quá, gánh nặng quá lớn đi. Mà Đức trong cái lúc này cũng không phải là cái lúc mà kinh tế nó cường thịnh lắm, thưa quý vị. Và chúng ta nhớ lại cái bài học của nước Đức khi mà thống nhất hai nước với nhau đó. Tây Đức và Đông Đức thì Tây Đức coi như gánh chịu toàn bộ, phải nuôi, phải chấp nhận một cái gánh nặng Đông Đức bên cạnh mình, thưa quý vị. Đồng tiền họ đánh giá bằng nhau. Trước đó đó, khi mà chưa có thống nhất đất nước đó, thì cái đồng tiền Tây Đức có giá hơn rất nhiều đồng tiền của Đông Đức. Nhưng mà khi mà thống nhất, đồng tiền đánh giá bằng nhau, cuộc sống bằng nhau. Và bây giờ, thưa quý vị, cái người thủ tướng đó cũng là một người xuất thân từ Đông Đức chứ không phải Tây Đức. Nhưng mà dĩ nhiên, thưa quý vị, khi mà bà ấy làm cái công việc này, bà ấy phải có sự can đảm, phải nói là rất là can đảm. Chúng tôi đọc tin tức và rất là khâm phục bà ấy. Vì những người tị nạn không phải họ muốn đến bất cứ nơi nào đâu. Họ không phải là họ chỉ muốn đến để mà tìm cuộc sống an bình rồi thôi đâu. Họ muốn đến chẳng những an bình mà phải được ở Đức cơ. Cho nên ai cũng muốn đến Đức, chẳng hạn như vậy, cùng lắm đến Pháp hay đến Anh thôi. Chứ những quốc gia khác, Croatia hay là Bosnia hay những quốc gia khác họ đâu có muốn đến đâu. Rồi bây giờ một cái đề tài kế tiếp. Trước khi anh bước qua đề tài kế tiếp, cho tôi nói một câu về bà Thủ tướng Merkel của nước Đức. Như tin tức quý vị cũng đã theo dõi và biết rồi, bà mới được một tạp chí lớn của Hoa Kỳ bình chọn là người Woman of the Year. Đó. Person of the Year. The Person of the Year. Quân biệt. Dạ, và tôi thấy là rất xứng đáng. Yeah. Riêng cá nhân tôi cũng là một phụ nữ. Và tôi vô cùng khâm phục cái người phụ nữ này. Và nhiều người gọi bà là người phụ nữ thép. Đúng đó, thưa quý vị. Rồi, rất can đảm. Phải nói rất can đảm những quyết định của bà ấy. Không những can đảm mà bà còn giỏi nữa. Dạ. Về lãnh đạo chính trị bà rất là giỏi. Quý vị cứ thấy đi, một người phụ nữ mà xông xáo tất cả mọi lĩnh vực, không riêng ở trong nước mình, mà còn phải đi ra ngoài họp với những nam giới mà của trong giới lãnh đạo đó, những người đàn ông khác của giới lãnh đạo quốc tế. Bà cũng rất là sừng sỏ, bà đâu có thua ai đâu. Đến thẳng Nga, gặp ông Putin, nói chuyện đến Trung Cộng. Đến để nói chuyện vấn đề Ukraine chẳng hạn như vậy, thẳng thắn. Bà không sợ gì cả. Và ông Putin cũng phải thua về những cái lý luận của bà ấy, tại vì nó đúng. Tôi nhớ bà có qua Trung Cộng đó, không? Bà không ngại đi bất cứ nơi nào của đàn trang. Rồi, có lẽ cái chuyện nữa là cái chuyện mà Biển Đông dậy sóng cũng là một cái đề tài mà chúng ta là người Việt Nam chúng ta quan tâm tới, thưa quý vị. Thì Trung Cộng thì vẫn là nghênh ngang, nhưng mà năm vừa rồi thì họ bị mất mặt nhiều vì cái vụ mà họ gọi là xây dựng những cái đảo nhân tạo đó. Rồi Hoa Kỳ cảm thấy một cái chuyện rất là bất bình quá thì mặc dù là một quốc gia ở xa nhưng mà họ cũng cảm thấy cái chuyện bất bình đó không thể mà xảy ra được, tại vì nó sẽ cản trở cái lưu thông của cái thương mại trên toàn thế giới này, mà Hoa Kỳ cũng rất là cần khi đi qua những khu vực đó. Cho nên mặc dù là anh Trung Cộng anh ấy cũng đe dọa, rồi ông đánh chết thế này thế kia, rồi
tăng cường quân sự rồi nói thế này thế kia, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn cho chiến hạm của mình tới sát cái vùng lãnh hải đó. Tôi phải nói đó là chơi đẹp. Chơi đẹp. Hoa Kỳ cũng dạy được cho Trung Cộng một bài học qua cái việc đó, phải chắc không chắn là như vậy, thưa quý vị. Và rồi sau khi mà Hoa Kỳ đến cùng đó thì Trung Cộng phản ứng rất là yếu ớt. Thì cũng có la lối cho các phát ngôn viên đó. Nên là chỉ la lối vậy thôi, chứ cũng không có một hành động gì cụ thể cả. Và người ta có thể nhận xét chắc là Trung Cộng cũng chưa có mạnh đủ để có thể gây áp lực đầu với Mỹ ha. Dạ vâng, đó là một cái điều. Nhưng mà như thế này, anh Nguyễn Khôi nói về vấn đề Biển Đông á, thì tôi hơi buồn cho nước Việt Nam mình. Đúng rồi, điều bởi đó. Vì không có dám mạnh mẽ chống đối, trong khi Phi luật tân rất là can đảm đưa Trung Cộng ra tòa án quốc tế. Vâng. Và ông Tổng thống là người lãnh đạo của nước Phi, ông nói nhiều câu rất là, phải nói là ngon lành, anh hùng. Yeah. Mình nhìn lại giới lãnh đạo của Việt Nam hiện tại, mình hơi buồn. Hèn không ạ? Tôi chỉ nói hơi buồn thôi. Cả dân người ta, nhân dân cả nước đều biết những người đó là những người hèn, thưa quý vị. Họ chỉ bảo vệ. Hèn với giặc. Mà ác với dân. Ác với dân. Dạ vâng. Vì họ chỉ lo, họ chỉ sợ mất đảng của họ, mất cái ghế của họ thôi. Cái đảng của họ, cái sự cai trị của đảng của họ mà thôi. Thưa quý vị, đó là những cái tin. Ngoài ra thì cái tin cũng tương đối là quan trọng, nhưng mà chúng ta còn phải chờ những ngày tới xem như thế nào. Đó là cái nhóm mậu dịch TPP đó đã thành hình. Nhưng mà năm tới thì mới rõ ràng là cái hiệp định đó có được các quốc gia thông qua một cái chính thức hay không. Thì nếu mà cái hiệp định đó được thông qua, mà nếu theo lý thuyết thì nó cũng sẽ có lợi nhiều cho tất cả các đất nước hợp tác chung với nhau. Nhưng mà riêng với Việt Nam thì chúng tôi nghĩ rằng nó có thể đem lại một số công ăn việc làm cho những người dân Việt Nam. Nói gì thì nói, mình cũng muốn dân của mình có công ăn, có việc làm. Như vậy thì cái đời sống của họ đỡ khổ hơn trên chế độ cộng sản. Dạ vâng. Bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị ở đây để kết thúc cho tiết mục câu chuyện đầu năm của quê hương Mida, được thực hiện bởi Đoan Trang và Nguyên Khôi. Một lần nữa xin kính chúc đến tất cả các quý khán thính giả của chúng tôi những điều may mắn nhất trong năm 2016 quý vị nha. Xin kính chào tạm biệt quý vị.